Một phân tích các mảnh vỡ trôi dạt trên biển mới đây cho thấy chiếc máy bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines có nhiều khả năng nằm trong vùng tìm kiếm mở rộng đã được đề xuất nhưng đã bị cả Úc và Malaysia từ chối hồi tháng 1. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc hôm 21 tháng 4 cho biết một phân tích các mảnh vỡ trôi dạt trên biển chỉ ra rằng máy bay MH370 bị mất tích rất có thể đang nằm trong vùng tìm kiếm mở rộng được đề xuất nhưng bị bác bỏ bởi Úc và Malaysia hồi tháng 1. Tổ chức này công bố các dữ liệu và phân tích từ thử nghiệm trên biển của một cánh phụ máy bay Boeing 777 được cắt ra cho giống với chiếc cánh phụ rơi ra từ máy bay MH370 và được tìm thấy trên đảo Reunion ngoài khơi châu Phi hồi năm 2015, chứ không dùng các mẫu gỗ và thép như trong một thử nghiệm trước đó. Cuộc tìm kiếm tiêu tốn 200 triệu đô la Úc, tương đương 150,54 triệu đô la Mỹ, dành cho máy bay MH370 mất tích năm 2014 với 239 người trên máy bay đã tạm ngừng khi chính phủ hai nước Úc và Malaysia từ chối mở rộng vùng tìm kiếm thêm 120.000 km2 ở khu vực xa hơn về phía bắc của vùng biển đang tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương vì cho rằng thiếu cơ sở xác định chính xác vị trí mới. Vị trí rơi của máy bay MH370 sau khi mất tích trên chuyến bay từ Bắc Kinh tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.